Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức gây thêm khó khăn cho Thủ tướng Shinzo Abe. Người phụ nữ có triển vọng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Tomomi Anida, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe, đã từ chức trước những cáo buộc bưng bích tin tức và hồ sơ về hoạt động của các binh lính Nhật Bản đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Bà được coi là một đàn em của ông Abe, chia sẻ với ông những lập trường về chủ nghĩa dân tộc. Sự tư chức của bà đã đến trong khi mức ủng hộ của Thủ tướng đã giảm đáng kể trước những cáo buộc về ô dù bảo vệ đàn em. Bà Anada, 58 tuổi, đã bị đồn đãi rộng rãi là sẽ bị thay thế trong cuộc cải tổ nội các tuần này mà Thủ tướng hy vọng sẽ giúp hồi phục sự ủng hộ cho ông. Vụ tranh cãi qua là một sứ vụ bảo vệ hòa bình ở Nam Sudan đã bùng lên hôm tháng 12, khi Bộ Quốc phòng nói là hồ sơ ghi lại của các binh sĩ cho tháng 7, khi tình hình an ninh ngày càng tệ đã bị hủy. Nhưng hai tháng sau, các viên chức nói họ tìm thấy dự kiện này trong máy tính, dẫn đến cáo buộc là hồ sơ bị cố tình che giấu. Các sứ vụ bảo vệ hòa bình vốn gây tranh cãi ở Nhật Bản vì hiến pháp chủ hòa. Các binh sĩ bảo vệ hòa bình của Nhật Bản chỉ được khai triển trong những điều kiện khó khăn bao gồm phải có một cuộc ngừng bắn. Bất cứ một thay đổi gì trong tình hình an ninh đều có thể ảnh hưởng đến việc sứ vụ có tiếp tục hay không. Bà Ainada được chỉ định là bộ trưởng từ năm ngoái, nhưng những tháng tại chức của bà đã có nhiều bước hụt hẳn. Đặc biệt, bà bị chỉ trích khi nói là quân đội muốn cử tri bỏ phiếu cho đảng cầm quyền. Ông Abe đã lên tiếng xin lỗi toàn dân ngay sau khi bà Ainada từ chức Ông cũng nói là Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ kiêm nhiệm. Trên đường phố Tokyo, dân chúng có người bảo, đáng lẽ bà phải từ chức sớm hơn. Nhưng có người lại quan ngại, bảo tại sao từ chức trong khi đang có đe dọa từ Bắc Hàn. Nhật Bản hôm nay cũng loan thêm những biện pháp cấm vận mới lên Bắc Hàn. Các nghị sĩ đối lập Nhật Bản tuyên bố sẽ không chấp nhận việc bà Tomomi Inada từ chức bộ trưởng quốc phòng để khép lại các điều tra liên quan tới cáo buộc về việc che giấu hồ sơ. Tin giờ chót cho biết, đảng dân chủ tự do của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đảng dân chủ đối lập chính đã đồng ý tổ chức một phiên họp ủy ban quốc hội vào tuần tới để thảo luận về vụ này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu bà Inada có tham dự phiên họp này hay không sau khi bà từ chức rời khỏi chức vụ bộ trưởng quốc phòng